Producer thay thế KICM kết hợp cùng Jack, ký hợp đồng với hãng đĩa của Hát Gheo, Steve Aoki, kết hợp với nhạc sĩ sáng tác hit của Alan Walker và còn nhiều hơn thế. Sau thời gian chờ đợi, Jack chính thức tái xuất đường đua V-pop cùng màn kết hợp với producer mới toanh mang nhiều sự thú vị. Tối ngày 10 tháng 3, Jack chính thức comeback và đổ bộ làng nhạc Việt bằng sản phẩm âm nhạc Là Một Thằng Con Trai với phiên bản EDM vô cùng bắt tài. Với phần âm nhạc EDM sôi động, hiện đại cùng loạt vũ đạo được đầu tư, hình ảnh của Jack khi trở lại đã thực sự khiến nhiều người phải bất ngờ. Đặc biệt, ngoài màn trở lại với sáng tác Là Một Thằng Con Trai, Jack còn có sự kết hợp hoàn toàn mới với producer Hòa Block. Như vậy, sau một thời gian khá dài kết hợp cùng producer KICM, Jack cuối cùng cũng tìm được một đối tác kết hợp trong sản phẩm âm nhạc mới nhất khiến nhiều người mong chờ. Liệu cặp đôi có làm nên chuyện? Ngay lập tức, profile của anh chàng producer được xem là thay thế KICM cũng được các fan nhanh chóng truy tìm. Producer Hòa Block có tên thật là Nguyễn Thái Hòa. Anh chàng sinh năm 1997 này được biết tới là DJ producer trẻ tuổi nhất từng trở thành quán quân của chương trình The Remix New Generation. Cùng team với nữ ca sĩ Bảo Thy và nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện, trong bộ sưu tập các sản phẩm của Hòa Block, ca khúc I Can't Find You còn nằm ngay vị trí đầu tiên trong album Electric Asia Vol. 2 The Best New Hit From Asia, được phát hành bởi Billboard năm 2018. Các fan cũng truyền tay nhau hình ảnh Hòa Block đặt ký hợp đồng với hai hãng đĩa tại phòng thu cá nhân của mình. Spinning Records là hãng đĩa lớn nhất và nổi tiếng nhất toàn thế giới trong lĩnh vực nhạc điện tử, sở hữu những cái tên chứ danh của làng EDM quốc tế: Hát Gheo, Tiesto, Khabir, Steve Aoki, WNW. Dama là một hãng đĩa con của Spinning Records thuộc sở hữu của Khabir, DJ hàng đầu thế giới với những giai điệu đậm chất Ấn Độ đầy ma mị. Mới đây nhất, người hâm mộ còn vô cùng bất ngờ xen lẫn tự hào trước thông tin Hòa Block sẽ kết hợp với nhạc sĩ sáng tác hit của Alan Walker và producer từng đạt giải Grammy. Cụ thể, ekip của Hòa Block cho biết ba cái tên trong ảnh Nick Sun, Michael Christiansen và Eric Malen, họ là những cộng sự mới nằm trong dự án âm nhạc lần này của Hòa. Còn cụ thể là gì thì xin được giữ bí mật đến phút chót để có nhiều bất ngờ dành cho khán giả. Với một DJ producer trẻ đầy tài năng của làng nhạc điện tử Việt Nam cùng với việc được giới chuyên môn thế giới để mắt thì không lấy làm lạ khi sản phẩm Là Một Thằng Con Trai của Jack ngay khi lên sóng đã nhận được nhiều phản hồi tích cực của khán giả. Chưa biết màn bắt tay giữa Jack và Hòa Block sẽ kéo dài hay chỉ trong một sản phẩm âm nhạc, nhưng trước mắt, với sự hợp tác mới mẻ này, sản phẩm comeback của giọng ca sóng gió đã ít nhiều gây được ấn tượng mạnh với người hâm mộ.